David. David. Cảm ơn mục sư David. Qua cho sư David. Yeah. Levi is my adopted son. Levi là con nuôi của tôi. Levi là con nuôi của tôi. Levi đó. He will come to me with me in the Philippines. Levi sẽ đi cùng với tôi qua Philippines. Qua cho giờ Levi nó mong cho tỏ tết cho Philippines. Well, good morning. Xin chào các anh em. Chúng ta cùng gặp nhau trong cái tiết lời họ. I feel so blessed to be here with you. Tôi cảm thấy rất là được phước hạnh khi mà được ở đây với anh em. Cố phụ tao tao của tao có món cơm gạo thầu của tao phụ mẹ. Thank you, Pastor Gao, for welcoming me. Ôi, rất là cảm ơn Mục sư Gao. Cố cho cơm mua sư gạo tao tao tại bên. I have always dreamed of coming here. Tôi đã mơ ước rất là lâu rồi là được đến đây thăm anh. Của tao ông bao số tùng tao lúc sở lê tao lo tuần chứ mẹ tại nó. Ever since Pastor Duc told me how you came to know Jesus through radio. Yeah. Khi mà ngay từ cái lúc mà mục sư Đức chia sẻ với tôi là anh em đã đến với Chúa như thế nào thông qua việc nghe đài truyền nguồn sống. Do đây của tao nó sư Đức như tao hạ cho của ta bên mong mà nó và chỉ số lưu thông từ sáu tông chùa bây giờ chắc từ và chỉ số thầy tao mà giống ta. I wanted to see for myself. Tôi rất là muốn được nhìn thấy, được gặp mặt anh em trực tiếp bằng bằng chính tôi đấy, tức là được gặp mặt anh em trực tiếp. Mà cố sáng tôi chưa mê tìm mua, what God is doing in your lives. Tôi rất là muốn nhìn xem là Chúa ngài đang làm những điều gì trong cuộc đời của anh em. Cố sáng bổ xe văn chữ nhìn tao tàu quân văn chữ hậu bay xuống lên trong tuổi lúc này. Now I see with my own eyes. Bây giờ bằng chính mắt của tôi này, tôi đang được nhìn thấy. Trên tà nhìn nó cũng không muốn phụ mê là hát tà tà lẹ. And it's a beautiful thing. Có quá nhiều điều tuyệt vời và xinh đẹp. Muôn to dạng rong cưng cầu người bá chữ tàu. You are beautiful people. Các bạn là những người rất là tuyệt vời, rất là xinh đẹp. Mấy giờ trở nên cờ rong ha, mấy giờ trở rong cầu cưng cầu họ bá chữ. And God loves you so much. Và Chúa ngài yêu các anh chị em rất rất nhiều. Bá chữ mà nhiều lúc mấy giờ cứ đi vật lực cơ lên. I think I will live here now. Tôi nghĩ rằng thôi, tôi sống ở đây luôn thôi. Sao mà ta thấy là tao cũng chia khó chịu nói. I will let Pastor Duc go back to Hanoi and Ho Chi Minh. Yeah. Tôi nói cùng sư lúc là thôi, thầy cứ về Hà Nội rồi thầy cứ về Sài Gòn. Cố hạ cho sư đưa ta có cứ mong Hà Nội, có gió mong cho thành phố Hồ Chí Minh là có mong cỏ của nhau nè. I stay here. Tôi sẽ ở đây nè. Cố hạ nhau nè. Ok. Yeah. Well, today I would like to talk to you about timeless instructions for the church. Timeless, appropriate, timely. Yeah. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em về cái thời điểm hay là cái thời gian mà tại đó hội thánh của Chúa sẽ được gia tăng tăng trưởng. Nó của tôi khá cho phép chú ý rằng cái hạt tà ít tôi học kế từ sau cho kế nó ai bác chỉ bận trên cái này luôn luôn học tới được chúng nó. That's okay. We will read from 1 Timothy chapter 3 verses 14 to 16. Chúng ta sẽ cùng đọc với nhau ở trong Timôthê nhất đoạn 3 từ câu 14 đến câu số 16. Bê một sai nhau từ Timôthê chung bê cái cầu cái cầu bê một số cho cái cầu xong. Timôthê nhất đoạn 3 từ câu 14 đến câu 16. Cái cầu plot một số cái cầu xong. I will ask everyone to please stand as we read the Bible. Tôi xin được đề nghị tất cả anh em chúng ta cùng nhau đứng lên để chúng ta đọc. Sao ta phải thử và chế phải sợ phải nhìn vào lúc kia. Timôthê nhất đoạn 3 từ câu 14 đến câu số 16. Và chế phải cho anh em chế phải sợ nhập phải có thể thử và chế nhập tới chế phải thử chế phải sợ. Phải thử và chế tôi luôn. Pastor will read. Cú nhìn, cú cho bé chồng cái tia sơn nồng lên nó. Tàu cú sâu trắng tàu nó tua trù cò. Cú xa ta nhà cú nhà cú vua tàu tua say cò say. Tá sử giờ cú chỉ tàu tua say. Trắng tàu nó vua hà trù cò bao hà ta và chữ chỉ tôn nền giờ chó chênh và chữ tu cứ mua xe nho. Chó chênh tới giờ tu chỉ cười tới và chữ tu lù cứ giờ khó chết
Chúa tu bố lên có là ta ra cứ bên trên giò ra cứ trẻ chết cơn bầu. Nữ lô dù ở con hình văn chúc lì khá có số lời hạ ta nữ giò tu bì ra nhìn văn chứ cho tỷ chứ bố lên phụ nữ mua con hình khá nữ ra chùa cháu con hình tê tuân này cứ nho cho khó hú đa tế nó lùn trên nữ ha và chứ cho nữ mong sầu tu lật. Amen. Thank you. You may be seated. Rất là cảm ơn, xin mời các em cùng ngồi xuống. Dạ bé, quý I am a father of three boys. Tôi là một người cha của ba đứa con trai. Bố mà y lên chín ở phía thủ tu. When my children were young. Khi mà các con của tôi còn nhỏ. Họ vừa cũng cho nhau chị dâu. We established rules in the house. We establish rules and instructions in the house. Chúng tôi có ở trong gia đình của chúng tôi thì chúng tôi đặt ra những cái luật lệ, những cái nguyên tắc cho các con mình. Mà nhau hồ cụ chế tuân mình là bê lúc tế trở ra mà bê cung mô tế sang chè, tế ra chè cho lộ chư hử là cho bê cho mình tốt bình nhuận thật. So that we can teach our children discipline. Để rồi chúng tôi có thể dạy dỗ các con mình về cái nguyên tắc ở trong gia đình, luật lệ trong gia đình. Mà bên môn đó chờ nó sửa cho lộ kha, rồi là sửa cho lộ tu bế tên tu tên nhuồn một trở lên đó chờ nó. We want them to grow well behaved. Chúng tôi muốn các con mình lớn lên một cách rất là tốt lành, một cách ngoan ngoãn. Mà bên nó sáu của bế tên nhuồn lù 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 qua tới chỗ này sửa xe, cái chỗ này của tôi bị tu bị nhuồn rồng. Respectful and obedient to parents. Biết cách tôn trọng rồi biết cách vâng lời cha mẹ của mình. Now how many among us are parents? Rồi cho tôi hỏi một câu là có bao nhiêu anh em ở đây là cha là mẹ rồi ạ? Bố nồng mẹ thấy mẹ tỏ nó lên kêu con nào ớt dữ cho nhiều lần. Cha tên, họ cha tên. Okay, very good. I'm sure you want your children to grow behave. Tôi biết rằng là tất cả các anh em của chúng ta đều muốn con cái mình lớn lên một cách ngoan ngoãn, đúng không ạ? Con chơi là ta thấy thấu mê lò, tôi giả ha mê bố lý xã của mê tê, tôi thấy nhỏ lù 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 xử xe. You want them to grow upright and obedient. Các anh em muốn con mình lớn lên một cách tốt lành ở trong sự vâng lời cha mẹ. Mẹ mà nà nô lò bê, nà nô xã của bê tê nhỏ, nà nô nhỏ lù lù lù, nhỏ ý cháu nông bê, con nào ớt xử lù. Am I correct in saying that? Con tôi có đúng không khi nói thế? Ủa hả, bây giờ? Now imagine if we do not have rules and everybody is just doing their own thing. Bây giờ hãy thử tưởng tượng là trong gia đình của chúng ta không có luật lệ gì cả, ai thích làm gì thì làm. Bây giờ lấy cái mấy cứ mong phí, xử lấy cái hiếp khó cửa tại phú yêu chế này, chứ mua ít ra chạy luôn chứ lệ suốt lời nhà, ôi chào qua tựa nhà cho chú của nhà là cho. It will be chaos. Và chúng ta sẽ It will be bad. It will go. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là mọi sự sẽ trở nên rất là hỗn loạn, đúng không ạ? Là tàu bếp phủ lên đây rồi chứ mới tắt dây rồi chứ chịu chế này chịu chế này cho lại uống tốt cho làm chủ nhỏ. And our children will grow bad. Các con cái của chúng ta sẽ lớn lên một cách rất là trở thành những con người rất là bồi tệ. Mấy cháu nhỏ lù 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 chạy qua tới cháu mi nhỏ của chị chị xe, là cháu nhỏ một đòn thì. That's not what we want. Và đó không phải là điều mà những người làm cha làm mẹ mong muốn. Có nó mà giờ hiếp hỏi của nạn dữ mà chỉ chứ sẵn giờ chứ tàu xe và đó cũng không phải là điều Đức Chúa Trời ngài muốn. Có tới bây giờ họ cứ văn chữ lo văn chữ cũng chứ tàu xe cho tiền nhận tiền thật. God wants order in our home and order in the church. Chúa ngài muốn có những cái sự thứ tự trật tự ở trong gia đình cũng như có trật tự ở trong hội thánh. Văn chữ sáng của cho dù chế tốt này là yêu chủ mua họ bầu hỗn chỉ nó nè mua y cho ông mà phụ bên trên là ba chữ sáu của bên trên chủ của y bên trên mua họ bầu hỗn chỉ. As parents, we want our children to be obedient. Làm cha làm mẹ thì bao giờ chúng ta cũng mong là các con mình sẽ vâng lời mình, đúng không ạ? Dù con nào sửa gì dù na non chờ của cháu nhiều anh không bao giờ lùn bao giờ. For the wife, you want your husband to love you very much. Nếu như mình làm vợ thì mình muốn là chồng mình phải yêu mình. You yeah, đi you want to pull là you sao của you tu sĩ mà lưu you bây giờ. Amen. Amen. For the husband,
You want your wife to be submissive to your leadership. Yeah. Còn nếu mình làm chồng thì mình muốn là vợ mình hãy vâng phục mình. Ở yêu dân chí cho yêu cho ta sáng của yêu cháu là chế mà họ nùng yêu lục ha. Bởi vì mình là người lãnh đạo trong gia đình. Vì cúi yêu dân chí mà yêu tu chữ chế hồ lúc này chỉ nên cầm. Amen. 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 Okay. Men are happy. Có vẻ như các người nam là hạnh phúc khi mà nghe như thế. Đầu bên nó và hai lên nó mà bây giờ chỉ cho một chân trên trang rồi. Là Now, in the context of the church is also one big family. Yeah. Ở trong cái khái niệm về hội thánh hay là khi chúng ta nghĩ về hội thánh cũng chính là một gia đình lớn. Bên một bao trùm hết bên trên luôn bên ta bên trên là giờ ta chọn trên nó mà bây giờ chụp cụ cho ta giờ cụ giờ ý chỉ này luôn nó thì chỉ tôi mình cầu God is our Father và Đức Chúa Trời ngài là Cha của chúng ta và chứ mà giờ bây đây chỉ we are His children còn chúng ta thì là con cái của ngài bây giờ nữ tên tôn tên nhuần ta because He is our Father. He wants us His children to be obedient to Him. Yeah. Bởi vì Ngài là Cha của chúng ta, thì Ngài cũng muốn chúng ta vâng lời Ngài. Do là nhiều bếp gì, và chỉ nhiều bếp gì, và chỉ cô nên nó sáng bỏ bếp nông nhiều. He wants us to love one another. Ngài muốn chúng ta yêu thương lẫn nhau. Nó sáng bỏ bếp này lui lên. He wants us to respect each other. Ngài muốn chúng ta là tôn trọng lẫn nhau. Nó sáng bỏ bếp này xoay tối lên. He wants us to recognize authorities. Yeah. Ngài muốn giữa phòng chúng ta có cái sự tôn trọng, sự nhận biết về quyền uy quyền. Nơi xã của nhau họ bê ý tù khách tù tù hổ cho tù sư yếu chủ bao cho kế sách tàu lửa tù bao dù lùa tù cứ mô phương trì nhau họ yêu. Amen. Amen. In the church, God also called and appointed leaders. Yeah. Ở trong hội thánh thì Chúa ngài kêu gọi và ngài sức dầu cho những cái người lãnh đạo. Nhà hồ bình trên thì và Chúa hô và Chúa dự cho nên cử cho bình trên. Và ngài thiết lập những cái người lãnh đạo trong hội thánh. Người cha của mua cho theo cho nhà hồ bình trên. He calls like pastors. Yeah. Ngài kêu gọi ví dụ như người mục sư ở tại đây. Yeah, lại và Chúa hô từ sư vui của nó. To lead us. Yeah, để lãnh đạo chúng ta. Và luôn cho bê sốt lợn. To help us grow in our faith. Để giúp cho chúng ta được lớn lên ở trong đức tin. Và nữ ba của bê luôn luôn rổ cho kính trình ba chữ. To watch over us. Để rồi quan tâm chăm sóc tất cả chúng ta. Nữ tô bê, nữ xây chủ bê cho lên chủ tù. And to protect us. Rồi để bảo vệ chúng ta. À, thầy tao tạo nữ hoa tù yà lên cử ít tù cửa lù. Chờ chư cho bê sốt lợn. So we need to recognize and respect the authority of the pastor. Vì vậy mà chúng ta cần phải nhận biết và cũng như là tôn trọng cái uy quyền mà Chúa đặt ở trên người lãnh đạo. Đặc biệt chúng ta lưu lịch bao tù nền tờ, đúng là sai tờ tù nền tờ, giúp kế sai tờ cho tù nền tờ, giúp kế sai tờ tờ mó cho tù nền tờ. Because they are God's appointed leaders to take good care of us. Bởi vì họ là những cái người lãnh đạo được Đức Chúa Trời ngài chỉ định để chăm sóc, để mà nuôi dưỡng đời sống chúng ta. Thì có giờ ấy cho nên cứ vào chữ to sai, vào chữ to trỏ, là sẽ vào chữ to bổ trong kia bôi lù cho bê. This is why we also need to pray for our pastors. Và đó cũng là lý do mà chúng ta cần phải cầu nguyện cho những người lãnh đạo của chúng ta. Chúng ta có giờ ấy khó cứ bê giờ sợ trời chúng ta lục thỏ vào chữ tù, cho ban cho tù cứ cho bê. Amen. Amen không ạ? Okay. Now, in this passage that we are looking at, yeah. Ở trong phân đoạn kinh thánh mà chúng ta đang nhìn xem đây, nhau hỗn tụ và lục của bế khỏi nhìn tao nó. The apostle Paul wrote this letter. Sứ đồ Phaolô là người đã viết bức thư này. À, sứ Phaolô giờ tụ sau trang tao nó. Apostle Paul was called by Jesus Christ to serve him. Sứ đồ Phaolô thì được chính Chúa Giêsu kêu gọi để hầu việc ngài. À, sứ Phaolô mà ý tù này của Chúa Giêsu hú dẫn ta nhớ lụa và chú ý tù tu gì. He went in many different places to establish or plant churches like this. Yeah. Và sứ đồ Phaolô thì ông đã đi rất là nhiều nơi nhiều chỗ để Phaolô tu tàu mồm tàu khó tàu tham chờ để mà giao giảng tin lành rồi thiết lập các hội thánh giống à, như chúng ta đây. Ta và chúng tôi mong rằng cho lửa lên lửa tôi nó cha của muôn bề trên sự phù bề trên có khó. When he preached the gospel, he met Timothy.
Trong cái lúc mà ông đi truyền giáo, ông đi thiết lập hội thánh đó thì ông gặp được một người là Timôthê. Hầu ơi giờ ta tỏ mong tham ơn trong tôi mà giờ tôi chỉ tuần này do Timôthê. Timothy was a young man. Yeah, Timôthê là một người thanh niên. Timôthê ấy tuổi tuổi lùa. He was probably 18 or 17 years old. Lúc bây giờ thì Timôthê chắc khoảng chừng 18, 19 tuổi vậy. Đó mà Timôthê mua đây cổ gì là cổ chưa xong đó sư. Very handsome like Levi. Rất là đẹp trai giống như Levi đây. Long trong cỡ giả lấy từ tôi lùa Levi nào. Cười xin từ tôi là. Yeah, but Timothy was very young. Nhưng mà lúc bấy giờ Timothy còn rất là trẻ. Thổng tôi mà Timothy lúc chỉnh lùa cỡ đấy nè. Now in one of the churches in Ephesus. Ở trong một cái hội thánh kia có tên là hội thánh Epheso. Do tôi lúc bình thường tôi mua lúc bình hòa bình thường Epheso. Paul assigned Timothy to take care of this church. Yeah. Và ông Paulo đã thiết lập đặt ông Timothy để mà chăm sóc ở trên cái hội thánh đó. Là tìm bác sư Paulo có mua Timothy, mua Timothy một cho bình thường Epheso nó. And Timothy was a little afraid because he was very young. Và lúc bấy giờ thì Timothy thì hơi sợ một chút. Tại bởi vì mình còn trẻ quá. Anh ở đây tôi tổng tâm mà Timothy cố chỉnh lô mà giới tôi trai hay giới xã hay trả yêu chọn cho lòng quân. To be given a huge responsibility is scary. Yeah. Khi mà được đặt một cái trọng trách rất là lớn lao thì thực sự là tương đối là sợ đấy ạ. Tổng bây giờ lùa mua con trao ấy đều lửa lưu để mà tổng tâm coi cho linh trai là ha. And if you do not have very many experience, it's difficult. Yeah. Và khi mà còn trẻ thì chúng ta không có nhiều kinh nghiệm đúng không ạ? Và như vậy bếp của ta tạo dù thầu dù lùa dù chứ một chí gì nè. Và như thế thì thật sự rất là sợ. Đó mà dù chí giả lý cư dù chai cơ lê ít chả dù dù kè. Now the church in Ephesus has many many problems. Yeah. Và hội thánh ở tại thành Ephesus thì có rất nhiều vấn đề các nan đề. Nhớ tới lúc bên trên Ephesus họ và lúc của Hà nó mà lúc bên trên ta mấy lúc bên trên cũng một tay mình tao cơ lê. And for a young man like Timothy, to address or to take care of these problems is very very difficult, very challenging. Và với một người trẻ như ông Timothy để mà chăm sóc để mà giải quyết những vấn đề của hội thánh thì thực sự là một vấn đề rất là khó khăn. Bếp của tôi ta sức bó lâu của Timothy muốn cho tới lúc bình thường nó em muốn khai bố muốn giả lấy người muốn ba tu có thể plon tu nó mà bếp của tôi ta cũng yêu có tới mình lưu cho nhớ người. Now I see many young leaders in this church. Và bây giờ thì tôi nhìn thấy ở trong hội thánh này có rất nhiều những cái người lãnh đạo trẻ. Bố phụ nhau bây giờ mà muốn tao tụi thơ cho luôn. Let me see the hands of the young leaders. Xin hãy giơ tay lên nếu như bạn là những người lãnh đạo trẻ ở trong hội thánh. Qua giờ ấy tụi thơ cho lũ bây giờ thỏa qua trang tiền biết sao. Những người đang làm lãnh đạo hội thánh. Trang mình cứ trang mình. Người lãnh không nhất thiết là phải bấm đạo. Chỉ nhớ ta nhớ thơ cho. Chúa giờ ít tù dự lầu ít tù chua cử như bà xa ổ dạ. Đúng rồi, mình cứ cho tề và chú ý chú lý và chú sĩ mình cứ cho khó nói giới phẩm. Yes, okay, many young leaders. Có rất là nhiều người lãnh đạo trẻ ở đây phải không ạ? Bếp của tao sẽ muốn tao tù lùa cái giới lực cho. Now let me ask you a question, I want you to be honest with me. Yeah, hãy cho tôi được đặt câu hỏi với anh em và xin anh em hãy chân thật để trả lời nhá. Mình có cho tề thỏa mẹ nông phú quay lùi lùi nông mẹ. Mẹ yếu chủ tế thật tè. Do you have problems in the church? Các bạn có vấn đề, có nan đề trong hội thánh không? Có bệnh gì, có một tên mình. Chú có. Ở trong hội thánh các bạn có nan đề không? Có. Yes. Yes. Yeah, we all face problems. Tất cả chúng ta đều phải đang đối diện với những nan đề nào đó. Cú bó đã bế tên thỏa bế ta tỏ trâu là sự ta tỏ mong cho yếp có một tên mình. We also face problems at home. Chúng ta cũng có những nôn nan đề mà chúng ta phải đối diện ở trong gia đình nữa. Thế tổ bên cô ngoan thì giả tế mệnh do dù ở chủ, giả tế mệnh của dù chính nên hả ta? They are part of our lives. Đó là một phần trong cuộc đời của chúng ta. Còn tôi giờ y phải lưu hậu dù luôn này, dù sự này. So we should not worry when we encounter problems. Chúng ta sẽ không cần phải lo lắng khi mà chúng ta đang phải đối diện, đang phải giải quyết với những vấn đề. Ủa giả ta bê ở chữ ta bê ở một chơi ở lùa, bê chữ ta bê ở một chai ở lùa, thổ cử bê, tổ tình tế mệnh nó. What we need to know is how to cure the problems. Cái điều mà chúng ta phải quan tâm đó chính là làm cách nào để chúng ta có thể giải quyết, để chúng ta có thể xử lý những cái nan đề hay vấn đề. Có của bây giờ thì bây giờ xả ta bây giờ đi chào của có tới mình nó thơm mùng đi chào bây giờ bao phơi. Now Paul is telling Timothy
fix the problems in Ephesus. Yeah. Và ở đây thì ông Phaolô ông đang dạy cho Timôthê, đang nói với Timôthê để giải quyết những cái vấn đề xảy ra trong hội thánh Ephesus. Cho nên mà sứ Phaolô cho tao hạ cho Timôthê chủ khoản tử no mà hạ ta của Timôthê cho chủ tu cho chính là cho hạ cho chính cùng lý tử. So he gives him instruction so that he will know what to do. Rồi thế cho nên là ông Phaolô ông ấy đưa cho Timôthê một vài những cái chỉ dẫn hướng dẫn để giải quyết vấn đề. Do đó mà sứ Phaolô tao mua cho Timôthê chủ tê giả đi ít ít chút kế cho ít ít khoản tư kế cho Timôthê của Timôthê bao cho là có phen cho chị mùng liên tục. There is one thing I want you to understand when he wrote this letter. Tôi muốn các bạn hiểu một điều, đó là khi mà ông Phaolô ông ấy viết cái lá thư này. Ủa sao của mẹ tao tao chú ý khỏi giờ thầu vị cha sứ Phaolô tao sâu trân tới nói cho Timôthê. Paul was in prison when he wrote this letter. Đó là ông Phaolô ông ấy đang ở trong tù ngục khi mà ông viết lá thư này. Đó là thầu sứ Phaolô sâu trân tới nói cho Timôthê giờ ta in nó mà giờ sứ Phaolô tao tỏ nhau chỉ lâu chịu. He was put in jail because he was preaching Jesus. Ông ấy đã bị bỏ vào tù ngục bởi vì ông ấy đã rao giảng tin lành về Chúa Giêsu. Giờ tôi trong cơ chế là chưa bị giờ tha và chữ tù mong rong cho lúc là thế nào. But he was thinking about the situation of the church. Yeah. Nhưng mà đang lúc ở trong ngục tù thì Phaolô suy nghĩ về những nan đề đang xảy ra trong hội thánh. Do mà biết của tôi đã thọ sứ Phaolô tôi sau đó tới mong cho Timôthê mà so he's saying, how can I help the church in Ephesus? Và ông ấy tự nói với bản thân mình rằng, làm thế nào để tôi giúp cho hội thánh tại Ephesus? Do đó mà sứ Phaolô to xả tại u yếu lên rằng của đi ba lời lúc chỉ gì cho Timôthê ba lúc bận rộn Ephesus nó có đủ luôn. Paul says, I need to send Timothy so that he can help the people there in Ephesus. Yeah. Và thế là Phaolô nói rằng là, bây giờ mình sẽ phải gửi Timôthê đến hội thánh Ephesus để Timôthê có thể giúp hội thánh ở tại thành Ephesus. Do nên mà sứ Phaolô tao xả ta, ôi mà trong lo mà ở chủ muốn Timôthê cho mừng nhau chủ lúc bình dịch Ephesus nó của một ba phen qua giờ tên mình hồi lúc bình dịch Ephesus nó. Because Paul cannot go, he is in jail. Bởi vì lúc bấy giờ thì Phaolô không thể đi được, ông ấy đang ở trong tù mà. Nên mà lúc trở mà sứ Phaolô muốn chứ tao vì sứ Phaolô ta tỏ nhau một chuyện đó chịu. So he says in verse 14. Và Phaolô nói ở trong câu số 14. Thì sứ Phaolô tao hẹn nhau cho tay của Phaolô. I am only hoping that I could come to you. Ông nói với lại Timôthê, Phaolô nói với Timôthê là ta rất là mong đi cùng với con. Giờ đây là sứ Phaolô tao hẹn cho Timôthê ta. Cú mà xá tòa rủ co ua kìm là sự xá tòa xây co cờ đẹp. And because he cannot go, he has to send Timothy. Nhưng mà ông ấy bởi vì ông ấy không thể đi được, Phaolô không thể đi được, thành ra Phaolô phải gửi Timôthê đi. Giờ đây sứ Phaolô mong chứ tao sứ Phaolô đi tổ chức Timôthê mong, đọc khải Timôthê mong cho lúc bình thường. And he wrote this personal letter to him. Và thế là ông Phaolô viết một cái lá thư cá nhân, viết một lá thư cho Timôthê. Nhân đó mà sứ Phaolô to sâu ý trang tới sứ sinh, anh đó nhớ cho Timôthê. So let's look at the instruction of Paul given to Timothy so that he can give to the church. Bây giờ chúng ta hãy xem là ông Phaolô hướng dẫn gì cho Timôthê để rồi Timôthê lại sử dụng những hướng dẫn đó để giúp cho hội thánh tại thành Ephesus. Đó là bê lô cởi cho khỏi cửa hạt ta. Sẽ sứ Phaolô nữ sâu khá Timôthê ôi nhạc lát chư ở lý lời tôi cho tế mệnh nhau cho lúc bình dạng Ephesus. Are you ready for the instruction? Các bạn có sẵn sàng nghe những hướng dẫn này không ạ? Thế qua giám nông chú khó nó. Because these instructions also apply to us today. Bởi vì những cái lời hướng dẫn này thì cũng được áp dụng cho hội thánh ngày hôm nay. Dạ, cho lù nhau hồi qua chúng tôi nói là cô mua bị trả lên bê đô nền trình còn cả hao. Okay, the first one. Rồi bây giờ điều thứ nhất. Có y. Is found in verse 15. Được tìm thấy ở trong câu 15. Bếp tông thả tàu nhau cho cây cổ chư, hả lên nó. I'll ask pastor to read verse 15 again. Xin mời mục sư đọc câu số 15. Ta sử do cú chư tàu tùa sai, cho tớ nó dù khá trô có bó hạ tà, và chữ chế tố này dù chủ cho lợi cho lý trà, và chữ chế tố này dù chế cho trình và chữ tù cứ mua xe nhau, cho trình tôi dù tù cứ tù chi cứ tơ và chữ tù lù cứ dọc vào trên.
you will see that Paul is instructing the church. Chúng ta nhìn thấy rằng là Phaolô đang đưa ra những cái chỉ dẫn hướng dẫn cho hội thánh. Bên của tôi là sứ Phaolô ta tỏ to tờ kha cho tìm một tên chú ý khó vừa kha của tìm một tên bao lên tờ tìm một tên một tu cho tên mình nhớ chỗ lúc của những cái số cả. That they need to properly behave in the household of God. Để rồi họ biết hành xử một cách đúng đắn, một cách ngay lành ở trong hội thánh của Chúa Trời. Bất tận chú phu chỉ bất tận tu bất tận tên mình của When we say household, it is the family of God, the church. Khi mà chúng ta suy nghĩ về hội thánh của Chúa là một gia đình. Ở cơ bê sản su lu lu gơ ta bên trên do và chứa chính hình. So I want you to take a look at the person seated next to you. Bây giờ tôi đề nghị các bạn là hãy nhìn cái người anh em bên cạnh của các bạn đi ạ. Vớ giá của nhà nó của mẹ cho lê xây tôi chỗ một chỗ tục nhau được mê sang. And say to that person, we belong to God. Và hãy nói với người anh em bên cạnh của chúng ta rằng là bạn thuộc về Đức Chúa Trời. Ta cho con như tới xa dưới xa ta coi giờ và tụi mình cứ mua phải cho bạn chứ. We belong to God. We belong to God. Then say, we must behave. Và chúng ta hãy nói với nhau là chúng ta phải hành xử một cách đúng đắn. Bây lên hạ chế lệ là giờ ta bế tù yếu chủ quan gia nhìn tù yếu tù. Now why is this instruction given? Và bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là vì sao Phaolô lại đưa những chỉ dẫn này? Bế nhớ bế đó các lượt nồng cho sư bỏ lò lượt bế ôi là lượt nồng đó các bế thuộc kia ta. Vì lý cho sư bỏ lò hò mù ôi ra lượt nồng nó trọc phố. One of the reasons is because many other people are coming in and teaching Paul's teachings. Yeah. Một trong những lý do mà Phaolô đưa những chỉ dẫn này là bởi có rất nhiều người đã đi đến hội thánh Epheso và dạy những lẽ đạo sai lầm. Do đó mà khó của tất cả mà do lên nó, thế mà do họ ta vì lúc bởi trẻ Epheso nó mà muốn tàu tù sư phụ chúa, là tàu tù kha chúa tàu ngả mục kha, thì ra chúa trong lúc bởi trẻ nó là. And the false teachings is causing confusion in their mind and in their heart. Yeah. Và những cái lời giảng dạy sai lầm đó thì làm cho tâm trí và tấm lòng của nhiều cơ đốc nhân ở Epheso là bị rối ren. Rồi nên mà cho lù mất khai chúa nó mà to uất vào lúc bền trình Epheso đó tông chú của nhỏ. It is affecting their behavior. Và những cái sự dạy dỗ đó ảnh hưởng đến cái hành xử, đến cái lối sống của anh em cơ đốc nhân. Nhớ ta chó chúa nó ấy chó lưu chúa nó mà tàu ua ít khó tay mảnh lưu tôi buồn chúa cho bê su kỳ là bê lưu nền trình bà chứ bây giờ cái thủ trình. This is why we need to be careful and we need to guard ourselves. Yeah. Và bởi vậy đây là lý do chúng ta cần phải canh chừng đời sống của chúng ta. Do nên mà khó nói giờ ít khó cứ bê lò vô chủ tàu lưu chính phạm bê lưu nền trình. Và hết sức cẩn trọng hay là cẩn thận để canh chừng đời sống chúng ta. À, chỗ chính, Paul is saying, because you are now Christians, you yeah. believe in Jesus. Paulo đang muốn nói điều gì? Ông nói là bây giờ các anh em là Cơ Đốc nhân, các anh em đã tin vào Chúa Giêsu. Sư phụ nào tôi hạ cho cả mẹ cho cái tia, mẹ cho chó chính và chữ, mẹ tôn chính, mẹ cho chó chính ta, vì mẹ cho chó ôn chính Giêsu cái con của. Good behavior must start in yourself. Và những cái hành vi hành xử một cách đúng đắn thì cần phải được ảnh hưởng đến đời sống của anh em, đến lòng anh em. Do đây khó ký cho anh trình mua nho cho hộ bình trình mà khó tới với chủ nó là sự nạc rùa của bếp thủ lý thủ lúc xe. Now you and I know what it's like to be transformed by Jesus Christ. Tất cả anh em của chúng ta ở đây đều biết về cái điều gọi là được biến đổi bởi quyền năng của Chúa Giêsu phải không ạ? Do bếp bao hả ta? Bây lúc này thì bây tàu lũng, lâu lũng tới vào chú lúc vui chỉ là bây giờ. Maybe before we became a Christian, we used to tell a lie a lot. Yeah. Ví dụ như thế này, trước khi mà chúng ta chưa tin Chúa Giêsu là chúng ta nói dối rất là nhiều. Ai muốn biết dữ lên cơ, tàu bây chỉ tàu chế vào chứ mà bây làm cơ lên. But now that we believe in Jesus, we don't lie anymore. We should not lie anymore. Nhưng mà bây giờ khi mà mình tin Chúa Giêsu rồi, mình không nói dối nữa, mình không có nói. Yeah, này mà muốn giảm đi cái này nó bên này mà chữ để bê họ chữ là.
Amen. 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 Before we became Christian, we used to get angry a lot. Always angry. Ví dụ như trước khi mình chưa tin Chúa Giêsu là lúc nào mình cũng nổi giận dữ. Yeah, tao yêu tao, ở đây yêu tao, đây là chỉ yêu tao, không phải chỉ mong tao chịu hết, tao chỉ bên bồng tao yêu sao, tao yêu sao chẳng có gì. But now we are Christian. We love people, not angry anymore. Nhưng mà bây giờ mình là Cơ Đốc nhân rồi, mình không có ghét mọi người nữa, nhưng mà mình yêu thương mọi người, mình không có nổi giận suốt ngày nữa. Yeah, nhớ yêu tao luôn ấy, bị chết với tụi nhân kia, yêu cho lên, chỉ mong hạnh phúc luôn, yêu cho lu chuột lơ, yêu cho lên chỉ mong hạnh bao cho luôn. We become more forgiving. Chúng ta trở nên người dễ tha thứ hơn. Yeah, bây giờ lên bị chết qua tao ấy tụi con này cơ, yêu gì giả sử cho liều tu lên. We are more patient. Rồi chúng ta cũng trở nên những người mà kiên nhẫn với người khác hơn. Yeah, bây giờ lên qua tao ấy tụi này xiên tế cho liều tu lên. There is a change in our behavior. Có những cái sự thay đổi trong cái hành vi, trong lối sống của chúng ta. Bên của tôi ta mới có lúng tàu, có bên chút kỳ, quần này chút kỳ hàn lù lắm. Amen. 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 Because our behavior is grounded in the truth of God's word. Bởi vì sao? Bởi vì mọi hành vi, hành xử hay lối sống của chúng ta được trồng ở trong lời của Đức Chúa Trời. Nhớ đó bên lúc này, tao bên lỗ tao, lỗ bên lúc này tao mới chờ chùa bảo và chú chủ lưu lực. So we need to behave inside the church. Vì vậy mà chúng ta cần phải có một cái hành vi lối sống một cách đúng đắn ở trong hội thánh của Chúa. Nhớ đó bên yêu chủ tao lưu nhẹ bao chủ nhẹ, lúc này gửi lưu chơi và chú, ấy yêu chủ tao lưu, mua chú kiếm nhân viên, chú kiếm sư sánh tàu, cho hậu bình chinh nọ. We need to study the word of God so that we can learn how to be godly. Chúng ta cần phải bắt đầu với lời của Chúa để rồi chúng ta biết là mình phải sống một cách tin kính như thế nào. À yo lên đó bây giờ chủ tôi lúc đi lo Peter lo mà yêu chủ mua và chủ tôi lúc nào chủ hữu yêu. The Bible also teaches us to love even our enemies. Và lời Kinh Thánh dạy chúng ta là yêu thương, thậm chí là yêu cả những kẻ thù nghịch của chúng ta nữa. Và chúng tôi luôn khao ta bây giờ chủ sinh lưu, yếu chủ lưu, tụi này yếu tụi này yên cho lòng. So if someone is doing something wrong, ví dụ như có ai đó đang làm một cái điều gì đó sai, lầm. Vì dưới này cười yếu mọi ý tụi ta tỏ ôi, tên khỏi yếu kế chứ không cho con. Our responsibility is to correct and remind that person. Nhưng thì cái trách nhiệm của chúng ta đó là đến để mà giúp đỡ, sửa sai cái người anh em đó, nhắc nhở người anh em đó. Nhờ có ý tụi tôi cho, chỉ có ý chủ tôi một phụ tụ nền đâu, chỉ có ý chủ một hà, đôi người một ba hà, ta có dụ kỹ lực, là sợ ta có giảm gì, sẽ chứ vô lên đôi. That's how we help each other. Và đó là cách mà chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhờ có tôi, nhờ có cửa bế ý lên, nhờ chủ tôi ba ý lên. So remember the first instruction, we need to properly behave in the household of God. Như thế thì hãy nhớ cái điều sự hướng dẫn thứ nhất, đó chính là chúng ta cần phải hành xử một cách đúng đắn ở trong hội thánh của Chúa. Bây giờ tao khỏi y, à ta, giới tên mà bây giờ chủ nhân chinh cho hậu vật chủ bình chinh. So look at the person seated next to you and say, we must behave. Xin hãy nhìn sang người anh em của chúng ta ở bên cạnh và nói với người anh em rằng hãy hành xử một cách đúng đắn ở trong hội thánh của Chúa. Bên đó ta sai cho cô dương tờ dư ý xa, dù ta có hãy ý luôn dĩ cho tôn ta hạt ta, có yếu chủ tao sẽ xử gia anh chị. We must behave, we must behave. The second instruction is this. Và bây giờ chúng ta sang cái sự hướng dẫn thứ hai. Bên một đồ họ ơ. The instruction is for, of course, for people belonging to the household of the living God. Yeah. Điều dẫn cái hướng dẫn thứ hai đó là dành cho những người mà đã thuộc về ở trong hội thánh Đức Chúa Trời hàng sống. Họ mà giờ chỉ cho nên từ tu giáo vật cho nên từ giáo vật chỉ chẳng tốt nên giáo từ vật chỉ sai lệch. Chỉ cho chẳng tốt. In other words, Paul is saying, because we belong to God, we must be different from the world. Yeah. Điều này Paulo đang muốn nói điều gì? Ông muốn nói rằng là bởi vì chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, cho nên là chúng ta trở nên khác biệt. Giờ sư Paulo hạ cho bên gì họ cho tiền bằng tiền ta. Giờ em bây giờ và chỉ chào tôi này, mà bây giờ lên được chào tôi này, nó sẽ được họ nên. So let's try to understand what it means. What it means to be belong to the living God church. Cái điều này để chúng ta hiểu cái nghĩa này, có nghĩa là cái điều này có nghĩa là như thế này.
họ nói mà mỗi bản của mình chỉ cho bây giờ và chỉ cho lời bao mà đây là ý là cái nó nói có phải bao hoặc là có giờ ý đồ của chính là nó là chúng ta thuộc về hội thánh của một Đức Chúa Trời sống động. Giờ có giờ ý đồ nền chính chính ý đồ chủ của chia sẻ chính. Yeah, we need to have a right understanding of what a church is. Chúng ta cần phải hiểu một cách chính xác hội thánh có nghĩa là gì. Giờ này bây giờ chúng ta luôn bao giờ luôn cha luôn luôn bây giờ đặt bưng chinh giờ luôn thấy đấy chưa? In the original writing, the word that was used for the church is ecclesia. Cái từ gốc mà được sử dụng để nói về hội thánh ấy thì ở trong bản kinh thánh bản gốc ấy thì cái từ hội thánh nó là cái gì? Ecclesia. Ecclesia. Yeah, ecclesia. Yeah. It's Greek. Greek. Đó là một từ Hy Lạp. Qua chỗ tôi bảo có tàu mua ở lưu hiệp lại mà do lưu hiệp lại tàu hạ chủ tịch bưng chinh nên là bưng chinh nó mà do hạ xài hữu lưu hiệp lại lưu lực. No, don't worry about it, it's too technical. Yeah, đừng có quan tức là đừng có gọi là lo lắng về cái từ Hy Lạp không quan tâm nó đâu. Ủa sao ta mới nói cho lưu hiệp lại nó chứ mình thoát từ lời thì sao chỉ cho. The simple meaning is that the church is not the building. Nhưng mà điều mà ông muốn nói ở đây đó là cái từ hội thánh ở trong nguyên nghĩa đấy thì nó không có nghĩa là một cái ngôi nhà. À, có phải là ta lúc bên trên nó mà chứ to ta chỉ giả lấy của giới lúc chủ trì. The church is us, people. Nhưng mà cái từ hội thánh trong nguyên nghĩa của nó có nghĩa giờ là lúc và ta lúc bên cái bên trên nó giờ có thể mình mang tua đó mà giờ đây nó. Nhưng mà là hội thánh có nghĩa rằng là một tập hợp của rất là nhiều người. Dạ. Bên trên giờ ít khỏi cuộc sống ta suốt lời giờ đây cái muôn tàu từ châu từ tua xuất dùng ok mà phụ tàu ta bên trên. So we are the church. Và vì vậy mà mỗi một chúng ta hợp nhau lại trở nên hội thánh. Giờ đây bên suốt lời tôi xuất dùng ok là nó chỉ giờ ít bên trên. So when we say I am going to church to worship God, we mean I am going to join a group of people redeemed by Jesus. Thì cho nên là khi chúng ta nói rằng tôi chuẩn bị đi đến hội thánh đây. À tỏ cơ yêu hà cho yêu lúc xa đó ta phú mong cho tỏ bên trên nó. Thì có nghĩa rằng là tôi chuẩn bị đi để tập hợp với những người được cứu giống như tôi đây. Dạ, ở đây chị xa ta ta phú gió mong. Ok, hủ quá cho nên cười quá tôi chờ chờ lý yêu của nó hăng ta. So tell your neighbor, we are the church. Xin hãy nói với người bên cạnh các bạn, chúng ta là hội thánh. À cho tôi có yên đời với xa ta bây giờ bình trình. We belong to the living God. Chúng ta thuộc về một Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ cho mình nhuận tử tù chứ chia sẻ. À cho cô yên đời với xa. Ok. Very good. Amen. Amen. Now. So it's not the building, it's the people, okay? Cho nên là hội thánh không phải là chỉ về cái ngôi nhà, nhưng hội thánh là chỉ về con người phải không ạ? Thế là từ tôi hiểu kế lúc bê cứ hùa tạp bờ nhìn là bê xa tạp chê bờ nhìn cho lúc chủy. Nó chỉ dọn nữa. Bờ nhìn dọn bê tạp. Rồi tôi nhỏ kế nó chỉ dọn hô tạp bờ nhìn. So we understand that. Các bạn có hiểu không ạ? Mấy tạp tôm ạ? Now, a while ago I said, there are many other people coming in the church and teaching wrong doctrines. Yeah. Và như là tôi đã vừa đề cập từ trước đấy là ở tại hội thánh Ephesus lúc bấy giờ là có những cái người mà họ đến ấy, họ dạy dỗ những cái tà giáo. Bà tao của chúng tôi hạt từ lúc bấy giờ Ephesus nó là mà lúc bấy giờ Ephesus nó mà chơi mỗi chỗ nền tổ kha tây ra chỉ dò chỗ lúc bấy giờ nó là giờ chỗ chùa. And because they hear many other false teachings, they get confused. Và khi mà anh em ở trong hội thánh nghe những cái tà giáo sai lầm thì bắt đầu họ trở nên rất là rối rắm, họ không biết. Nhưng mà tổ chó chim môn cô là sư môn dùa kế cho chó chúa nó mà quên chim cho nên xuống nhỏ này rồi. That's why Paul says we need to guard the truth of the gospel. Và vì vậy mà Phaolô nói rằng chúng ta phải canh giữ, chúng ta phải canh chừng lời hay là lẽ thật của lời Đức Chúa Trời. Yeah, sư Phaolô tỏ ra do lên ta biết chúng ta luôn tốn đồ và chúng ta luôn chúa biết đâu xa. Bây giờ chúng ta chế vào biết thực hiện nó. There are many, many kinds of religions in Ephesus. Các bạn có biết không? Ở tại hội thánh, ở tại Ephesus lúc bấy giờ có rất nhiều các loại tôn giáo. Mẹ chỉ có cụ tả mình chứ nè. Lúc bấy giờ Ephesus nó mà thâu mà mình muốn tao chút kiến trình cơ ngâu. Giả lấy kiến trình hôn xả, kiến trình mà giả lấy cơ á sạp thà tao giả lấy nó nhó trùng lúc bấy giờ nào.
They worship many other idols or gods. Yeah. Họ những cái người dân ở tại thành Ê-phê-sô thì họ thờ phượng rất nhiều thần, thờ phượng rất là nhiều các cái gọi là chúa khác nhau. Giờ đây phu cho giống tin này giống bên sảy nhau từ lúc trong Ê-phê-sô nó mà bố bên đâu tu chữ cơ cầu này nhạc bên mua nhạc chữ. And one of the gods they worship is called Diana. Và một trong cái thần ấy mà người ta người Ê-phê-sô họ thờ lại là tên là cái gì? Diana. So they have many other temples that have put up for their idols. Yeah. Rồi họ cũng xây rất là nhiều những cái chùa chiền đền đài để cho các thần của họ. Tới lúc chiếm lò, tới lúc chiếm tỉnh tu, cho lúc tỉnh của tu chú của giờ tu Asatthan. Now I don't know what it's like for the Hmong people here. Và tôi không có biết là ở giữa anh em người Hmong của chúng ta thì là cái văn hóa hay là cách sống của chúng ta ra sao? À cũng là của chúng ta tôi bây giờ cho bên Hmong là để no bên tu kế quạt lao quạt bên tu kế bê lao bên lò mà bên bê dạo thì tôi nhận tiêu chí bao bây giờ. Tell me, are there many other religions here? À, xin hãy nói cho tôi biết là ở giữa anh em người Hmong mình người ta có thờ lại nhiều thần nhiều chúa nào đó không? Thì có thờ nó mới sẽ bê cho nó của bê tao tu chứ. Many people yes. worship false gods. Yeah. Có rất là nhiều người thờ lại những cái thần sai lầm đúng không ạ? So you are no different from the people in Ephesus. Và như thế thì chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh không khác gì hoàn cảnh hồn thánh ở lại thành Ephesus. Quan sát ta bê lò chê cụ dùng lê bố lò bần dình Ephesus đó là lò dò ý xe Ephesus bố bê tàu tù chú kê. But Paul says there is only one true God. Nhưng mà Paulo nói rằng chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật mà thôi. And this one true God is Jesus. Và một Đức Chúa Trời chân thật đó là Chúa Giêsu. He is the only one we need to worship and serve. Ngài là đấng duy nhất mà chúng ta cần phải thờ phượng và hầu việc. Nếu do tôi ý tôi cứ mua nữ sư cho tận nơi là chúng tôi tu chú từ đây là tôi có sự nhỏ bé bé hơn. Because Jesus is the only one who came. Yeah. Bởi vì Chúa Giêsu là đấng duy nhất đã từ trời mà đến trái đất này. Chúa Giêsu do tôi cứ sai to ta lúc ăn tôi nói chúng tôi tu lục sống tu lục Chúa Giêsu tu linh liệt tu lục sống tu lục cho lúc đặt tên. He died on the cross for our sins. Ngài chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Nhưng tôi sao tôi nó có lên vì bên đây cái chỗ. He was buried in the grave. Ngài đã bị chôn ở trong hầm mộ. À như tôi trông muốn cho phô cho lúc hắn ra. But after 3 days, he rose again. Nhưng mà sau 3 ngày thì ngài đã sống lại từ trong cái chết. Bên đó, cứ tôi muốn cho nó khỏi ra, tôi như tôi sở hữu khỏi ra đó cả luôn, một sống tôi. So that those who believe in him. Để rồi tất cả những người mà tin cậy nơi Chúa Giêsu. Giờ đây tôi khó tôi của kha nó biết cho cái chế và chữ chế chữ xuống đó ta. Can be forgiven of their sins and receive the gift of eternal life. Để họ sẽ được tha thứ mọi tội lỗi của đời sống họ. Và cho chốt là ta chốt nữa tông ra tông tại cái dạng gì hữu sự. Và được nhận sự sống đời đời. Chúng ta tại tu chân đến khởi mũi gì? Paul is saying this is the only true gospel. Và Chúa và Paulo nói rằng đây mới là tin lành duy nhất. Giờ đây sao Paulo to là chủ nó ta nó đi vào trong mong trong cái chính là sự. And we need to protect this gospel. Và chúng ta cần phải bảo vệ cái tin lành này. Giờ đã bây giờ chúng ta luôn tin thấy có cứ tôn phong trong chính nó. We need to contend or fight for this gospel. Chúng ta cần phải tiếp tục contend or defend. Yeah, okay. Chúng ta cần phải tiếp tục là bảo vệ, cần phải giữ vững cái tin lành đó. Giờ đã bây giờ chúng ta luôn tin thấy bây giờ chúng tôi luôn chúa tôn phong trong nó bây thôi thì chúng tôi lúc này. Protect them from false teachings. Hãy bảo vệ tin lành mà chúng ta đã có khỏi tất cả những sự giảng dạy sai lầm và khỏi tà giáo. Điều tố rõ khó chênh, điều tố mô dung chênh nó cho ôi dù, của dù có gì cho nào khai chênh tôi dù. But the question is, who will do this? Nhưng mà câu hỏi là ai làm điều đó đây? Giờ đây cô thói nó ta, ôi lên đây thì hô tao khả nó. This is why we have the third instruction. Và vì vậy mà chúng ta sẽ đi đến lời hướng dẫn thứ ba của Paulo. I want pastor to read verse 15 again. Xin mời hội thả, xin mời mục sư đọc câu số 16 ạ. À, cú nhảy tay của to lên nó ta. Chúa tôi huấn lên bảo hạt ta ra cứ bế khai, ra cứ bế trình dò, ra cứ trinh cường cầu. Văn chương biểu của chúa con này
nư lu yu o to nei wa cho phi kha lo shot le ta nư yo tu ku cha jing wa chi cho ti chi bo nei pu nư mo to nei kha ni ja tro cho cha to nei te ko nei ku nyo hu nyo cho kho che hu la te no lu jing nư ha wa chi cho nư mong sho tu le. Now I want you to notice the phrase pillar and buttress of the truth. Yeah. Tôi muốn các bạn hãy để ý đến cái từ này, đó là từ trụ và nền của lẽ thật. Pillar and buttress. Sao bọn mày rồi xây rồi thì khó cho tận nó hôn hoa ta. Giờ lấy cái ra từ bếp khà nó bếp khà bếp chén nó giò ra từ chén chén nó là bếp lửa xả phở từ chén 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 chén. Did you see that? Các bạn có nhìn thấy từ đấy không ạ? Bếp của họ chén chén nhau nó chứ phố. Sáng luôn luôn người ta chỉ chết cơm bằng. Okay, I want you to tell your friend seated next to you. You are a pillar and foundation. The pillar and the foundation. I know the foundation in the 15. Yeah, verse 15, last part. No, not in 16, in 15. Yeah, in 15, that's what I said, 15. Ở trong câu số 15 nhé, hỏi câu 16. Yeah, yeah, mà bà chỉ bà giờ giờ tất gì nhá cho cái. Xin lỗi anh em, là câu 15 không phải câu 16. Tất sự của giờ giờ nhau cái bản chưa. Okay. Câu số 15 có câu là trụ và nền của lẽ thật đấy ạ. Câu 15. Verse 15. Câu 15. Thì đọc lại câu 15. À. Nhờ giờ đây cứ bên bên sai chỗ khỏi của ta chi nó này. Nhờ chi cứ chơi vào chỗ lùn nó này. Nhờ tùng chi tùng chi giờ tùng chi. Nhờ trên tôi giờ tùng chi. So you got that now. Rồi các bạn đã nhìn thấy câu đấy từ đấy chưa ạ? Trụ và nền của lẽ thật. Phép bỏ ta tưởng chi là lưu khó chích. Paul is saying that the church, which is us, is the pillar and foundation of the truth. Yeah. Ông Paulo đang nói ở đây đó là hội thánh, chính là trụ hay là cột nhà, và chính là nền hay là móng của lẽ thật. Nhớ đây, sư Paulo ta tỏ hạ bơi chinh. Mà dùng lấy cơ, giả lấy xuống đường chủ đường tốn phố, giả lấy tù chi chế, tù chi cơ cho lúc chế nó, lúc của chế nó, là sự hợp dụng, để làm cơ thỏ nó. So we understand that. Các bạn có hiểu chưa ạ? Okay, đọc tao ạ. I want us to take a look at this building. Rồi chúng ta hãy cùng nhìn xem ngôi nhà này một chút ạ. Bê, có sáng mà mê chạc hôn mùa, mê yì xay lô chế, xong nó xe một lát chữ. So we have pillars, right? How many pillars? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13. Many pillars. Rất là nhiều cột nhà trong đây đúng không ạ? And we have foundation, right? Rồi chúng ta có cái nền nhà. Đây sẽ hỗn hợp lúc quần chế nó muốn nát chú. Foundation very strong. Nền rất là cứng. Rồi bên mỗi lúc quần chế khó cường cầu. Tớ cường cầu nhau nọ. Oh, I want us to stand. Tôi muốn là xin mời các bạn đứng lên ạ. Có sáng mà mấy sợ. I want us to test the foundation if it is strong. Let's try. Kiểm tra xem cái nền nhà nó có vững không. Bước ra của mẹ trụ tâm mình từ từ cho nó nó sẽ có chế ra của khó. Strong. Very strong. Rất là chắc chắn đúng không ạ? Pillars very strong. À, trụ cột nhà này cũng rất là vững nữa. Ở tôi là chi rồi. Khó cười ha. Very strong. Rất là chắc, rất là vững. Khó cười. Yes, you may be seated. Xin mời các em ngồi xuống. Now the reason why I did that. Cái lý do mà tôi chia sẻ điều này với anh em